thẻ. Biết được, biết được rút thẻ ai rồi chứ. Không bằng bảo em. Một thẻ bao tiền anh nhỉ? 500 yên. Đây cái trọng tài tránh tránh xa màn hình ấy. Trận chung kết ông Huy Béo xem trận chung kết uống nước ông Huy Béo là khỏi màn hình nhỉ. Ông cứ loanh quanh trước màn hình xem bực thật. Mày khỏe lắm Nguyên nhỉ? Một pha đá ra ngoài không đâu vào đâu của Hữu Tài. Bóng trơn em ơi. Trời ơi bạn ơi. Ok rồi, ok rồi. Bạn đang làm bóng của bạn lên trên gương hay tôi? Quên, em quên. Không vào. Ôi. Hay thế. Vẫn là Vi Phong. Nhưng mà phong độ tuyệt vời. Vẫn là đang duy trì phong độ xuất lên trời và ra ngoài của Vi Phong. Sút bay cả 5 sen của đội mình rồi. À đây đây Quý Dương. Tâm phút cuối siêu tiền đạo vào. Ấy à. Ấy. Vi Phong anh ta sẽ làm gì đây? Thôi sau sau. Đấy luôn, đang sửa nát em. Đấy. Ổn rồi đấy, ổn rồi đấy, đá như thế là ok đấy. Bỏ lên. Đội bạn sắp thua rồi. Cố lên. Cái ốc rồi. Cương cương kẻ khuyên anh em đội đỏ không nên cãi. Tay kìa. Hai tiền đạo chạy đi. Ơi. Quả đấy anh vào chân. Em ơi, từ từ. Bỏ thẻ. Đợi anh bị đội đó. Trọng tài bắt hai tên. Ồ, cái này anh cầm cái thẻ anh cơ mặt vào em làm sao? Bóng chạm tay phải thẻ em. Nguyên đứng cao lên, tiền đạo cao lên. Ôi giời ơi. Tỷ số trận đấu là 4-1 nhưng về đội T33 đỏ. Không sai là phản trái nha, còn 2-1. 2-1 nha, 2-1 thôi. Cái bầu trời nó xanh thế. Chung vào xem bóng ra. Bắt người trá. May quá mấy ông đội đỏ mà hôm nay không ai mang tiền. Không ai. Không tiền rồi anh ạ. Giữa là giữa.
Ấy, mấy cổ động viên quá khích đi 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 đi, đi sâu xuống đường bít chứ nhỉ. Trời ơi. Quả phạt góc khi nãy mẫu mực quay highlight. Ôi giời. Hai anh em ghét nhau gì. Từ từ thôi em, cứ đi từ từ thôi. Anh nói cái này trong người nó nghe hết giọng anh đó. Thì nghe thì kiểu gì anh nhịp về anh chờ anh xóa hết tiếng đi. Thôi em mày đừng ghi thế. Xóa đích là được. Cái mồm mày ấy. Tại cái mồm anh ấy. Mày lên, mày lên, mày lên. Có video không nhá, cần không? Ta đỏ đây, ta đỏ đây. Học cái xấu thôi. Bữa bên đó, đồ đỏ chỉ, ai chỉ? Đồ đỏ chỉ chứ. Toàn là đồ đỏ chỉ không ạ? Này là áp dụng rồi. Cái này là thức hành. Cái này hỏi Bắc Dương. Em ơi, đừng nói lên hình, nói nhiều trong lái. Chôn nhỉ. Mới 7 phút rồi anh ạ. Thông rồi, cứ thông, thông về đấy. Đúng rồi. Bay lên, bay lên, bay lên. Mệt đấy em. Điểm vào giữa đi, em rồi, đúng rồi đấy. Này, con này mất sức lắm. Tốt, anh Trung ơi. Ba lần trả nhá. Ấy. Bắn này. Bắn chưa? Ui giời ơi, mày thế. Làm lại đi. Ok em. Cái gì á? Ai vừa nói hai điều á? Em mới quay tập trung vào đường kệ bên ngoài, mày quay mày nói tối về sửa cái nhau mày lắm. Đánh lên.
ra nhá. Để giữ sơ để cái cá. Vào đi anh em. Tôi đi ngay, tôi đi ngay. Cái mình phải đúng không? Được bên này. Không được giờ đâu, đừng câu. Không đá về chúng anh. Đi xét người à. Các anh làm gì nhỉ? Ơi. Quay không thế? Quay được rồi anh. Quả nào mới ra quả đấy nhỉ? Chắc đội đỏ lâu đá với đội xanh rồi, anh ngợp. Ôi, cánh mà yếu rồi, ok. Không. Bé lại được. Chút được cái chút em. Ôi giời ơi, tí để chặt tay à. Ok, ok rồi. Ui rồi. Nguy hiểm thế. Bình tĩnh, bình tĩnh. Họ dốc vào giữa đấy, dốc vào giữa đấy, bình tĩnh. Ok. Chưa em ơi. Chán lên. Ok ok, ngồi xuống em, ngồi xuống cho anh quay. Bao nhiêu phút rồi? 15 phút rồi anh. Bên này là nó giải sao? Nào, ôi nguy hiểm thế, bao nhiêu quả? Cảnh quay cho anh bắt cho. Cảnh quay cho anh bắt tài cho. Quay anh bắt. Ơi, nhìn, cái bò
bóng đâu. Có chim ấy. Em ơi, tụi anh đi. Đá bóng đi. Anh đâu, cái kia đâu. Đi vào rồi. Em ơi. Lên trả bóng đi em ơi. Bóng đỏ đây. Ừ, đang một mét này cho mặt bên đi nó quen em ơi mà bình tĩnh. Mười bảy phút, 18 phút anh ạ. Tuấn Anh về ra rửa đi. Tiền xin bóng. Có quay. Mẫu mực chưa? Đấy. Bắt đầu nhiều rồi, để đẹp em cả. Mười chín phút rồi, 20 phút rồi. Anh cầm nhẹ cái que không gãy mất. Em tưởng nó
đừng chống tay cái này đá vào cái tay của mình. Chú đứng ở ngoài em sợ cái tay. Ok. Em ơi, để cho người em ơi. Bóng vào gáy tay đấy. Ok ok. Cánh à. Điên. Tới đây bên tay ơi. Mấy phút rồi em? Hai mấy rồi anh? 25 phút rồi anh. Còn 5 phút cho đội đỏ, đội xanh cố gắng. Có bàn anh. Ra đi. Thắng bàn. Đỏ thắng bàn. Không thắng một bàn, thắng một bàn. Rồi. Xin mừng anh ơi. Được. Con rồi. Hết rồi. Hiên. Vào đây, vào đấy. Về. Ê, lôi. Và trực tiếp nhá. Trả bóng đi. Trả bóng hợp lý anh. Đây là phải phạt chứ. Rồi. Mình là thắng. Mạnh lên. Mạnh lên. Cái cháu lên đầu nhá. Lên nữa. Ok.
ăn mất dưa. Bóng nhảy quá nhở. Điều một rượu bác xong vào rửa cho anh. Hiếu anh nhỉ, xí em ơi. Kiểu anh, để thay chị của Hiếu. Cho bóng cánh cao của ngoài. Hay quá nhỉ. Anh Hiệp đang ngơ ngác. Có vương, có quay được. Còn 4 còn 2 phút nữa hết rồi. Còn 1 phút nữa, còn 1 phút. Không vậy mình thắng một quả, mình thắng con trái. Cao chân. Trận hiện. Không
đi đuôi mà. Anh hết giờ rồi, ăn không anh? Hết giờ rồi. Hết quả này là hết. Đây bù giờ tới 1 phút rưỡi rồi đấy. Cho đá đi, đá đi. Cái bóng xanh mà, cái bóng xanh mà. Cho đá đi. Đá chút nữa. Dưỡng này không, dưỡng này không. Giờ 2 phút rồi. Ừ, đúng rồi. Vào đi, vào đi anh ơi. Ơ. Nhầm nút à? Thế không ơi. Nhầm nút. Hết rồi.